Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm Tân Sửu Ngày này là ngày Mậu Dần tháng Ất Mùi năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long, giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc bảo quang, giờ kỷ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc ngọc đường, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần. Vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh thành đầu thổ ngày mậu dần tức chi khắc can nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày hung Vài nạp âm thành đầu thổ kỵ tuổi nhâm thân giáp thân ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày dần lục hợp với hợi tam hợp với ngọ và tuất thành họa cục xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi canh thân, giáp thân, tuổi xung trong tháng, tuổi kỵ sửu, quý sửu, tân mão, tân dậu. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao ngũ phú tốt mọi việc, sao hoạt điệu tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu sao mậu thương tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho sao thiên thủy tốt mọi việc sao nhân chuyên đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao trùng phục kỵ về giá thú an táng sao tội chỉ xấu đối với tế tử tố tụng, sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng, sao ly sàng, kỵ về cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ vị trí tiết 12 quân giáp thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh, hứa hẹn bạn sẽ có được một tương lai tươi sáng nếu như bạn vẫn giữ được tinh thần làm việc chăm chỉ như bây giờ. Bạn tuổi Tý, bạn là người có tài, vì thế hãy biết phát huy những điểm mạnh và đưa ra những mục tiêu phù hợp với khả năng của mình nhé. Và với bạn tuổi Tý nếu như bạn luôn nỗ lực không ngừng trong công việc thì nhiều khả năng bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng ngay trong ngày hôm nay. Bạn mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí xứng đáng hơn hoặc là nhận được những lời khích lệ của cấp trên nữa và trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tý lại đang gặp được ngày của thủy mộc tương sinh cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi tý với những người nhà đang rất hòa hợp và in ấm hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi khi gặp phải những khó khăn hoặc là bế tắc và sẽ cùng nhau giải quyết mọi khó khăn đó vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ như hiện tại công lao sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy phát huy được điểm mạnh và đặt ra những mục tiêu đích đến tham vọng hơn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa có thể nhận được sự khích lệ của cấp trên. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ chia sẻ với nửa kia những khó khăn trong cuộc sống. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc mối quan hệ vợ chồng có được sự hài hòa in ấm và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Thìn tuổi Thân tuổi Hợi Từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bà tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày của chính tài nâng đỡ sự cố gắng suốt thời gian vừa qua của bạn đã được cấp trên công nhận và đánh giá cao và hôm nay với bà tuổi Sửu bạn có thể được nhận tiền thưởng hoặc là tiền lương bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai của mình trong ngày này, với bạn tuổi xỉu, bạn biết sống tiết kiệm, chi tiêu hợp lý cũng giúp ích cho bạn rất nhiều trong thời điểm này. Trong khi mọi người còn đang vất vả để kiếm tiền, bù lại khoảng thời gian vừa qua thì bạn vẫn luôn có được sự dư dả, thậm chí còn có tiền để đầu tư nữa. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và nửa kia lại không được mấy in ấm. Đôi bên không thường xuyên trò chuyện với nhau và đã là vợ chồng thì nên chia sẻ thẳng thắn với nhau chứ đừng có giữ mọi chuyện ở trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu cho mình nhé tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim nhận được những thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy nhận được sự yêu mến và khâm phục của mọi người tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa cuộc sống dư dã nhờ có cách chi tiêu hợp lý tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ có thể đầu tư vào một số hạng mục khác hứa hẹn tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc không nên giữ mọi chuyện ở trong lòng mà hãy tâm sự với nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi, từ V tuổi dần, thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi dần, cho chúng ta thấy là Bà tuổi dần đang gặp ngày có tỷ kin gây rối, cái điều này làm cho bạn dễ vướng phải những phi vụ tranh đoạt về quyền lợi giữa bạn bè hoặc là đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi dần, bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, không để cho những lời đồn thổi hoặc là tiền tài chia mờ mắt mà đưa ra những quyết định sai lầm vào thời điểm này nhé. Trong ngày này với bạn tuổi dần, trước khi đưa ra bất cứ phán xét nào, bạn cũng nên quan sát và lắng nghe đa chiều bởi những điều bạn trông thấy tận mắt chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật. Bạn đừng có để cho những suy nghĩ vọa đoán của mình gây ra ấn tượng sai lệch về sự việc nhé ngày này Xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày xấu để cho bạn làm mọi việc đặc biệt là các việc liên quan đến công việc lớn vì vậy nếu không bắt buộc phải thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay thì bạn có thể hoãn lại để tránh những rắc rối bất ngờ xảy ra với mình cũng không nên ký kết hợp đồng hay là xuất hành đi xa trong ngày hôm nay mà tuổi Dần nhé tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy dễ vướng vào những phi vụ tranh đoạt về quyền lợi giữa đồng nghiệp và bạn bè tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa nên giữ vững lập trường của bản thân tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ không nên để cho đồng tiền hoặc là quyền lợi chia mở mắt mình tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định quan trọng từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim không nên xuất hành hoặc là khởi công xây dựng hay là ký kết hợp đồng trong ngày hôm nay và đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu xanh rêu màu trắng quý nhóc phù trợ tuổi mão tuổi ngọ tuổi tuất Từ V tuổi mão thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang gặp được ngày của tam hội giúp sức cái điều này cho thấy mọi công việc của bạn tuổi mão trong ngày hôm nay đều tiến triển một cách rõ rệt và hôm nay là một ngày may mắn của bạn vì vậy nếu đang ấp ủ kế hoạch gì thì bạn nên thực hiện ngay chứ không chần chừ do dự quá lâu kẹo lại để bộ lỡ mất cơ hội tốt đến với mình. May mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mão, bạn mệnh còn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân và rất có thể người đó chính là người quen của bạn trong suốt bấy lâu và quý nhân sẽ chỉ ra cho bạn hướng phát triển phù hợp, đồng thời có biện pháp để giải quyết những rắc rối trước mắt cho bạn nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi mão trong ngày này, dù công việc của bạn rộn đến mấy đi chăng nữa, bạn cũng cần phải chú ý, giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức. Bạn cần phải có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có được một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng trong mỗi ngày nhé. Về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy để ra những mục tiêu có tham vọng hơn, từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa công việc có những bước tiến triển rõ rệt Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân tin tưởng hơn vào tương lai Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc có giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi khoa học hơn Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim chú ý rèn luyện bản thân ngay từ bây giờ và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm năm sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Tử vi tuổi thìn thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn đang gặp ngày có màu khác với thổ cái điều này làm cho chuyện tình cảm của bạn không được mấy thuận lợi trong ngày hôm nay bạn và nửa kia dễ có sự mâu thuẫn cãi cọ vì những chuyện vốn tưởng như là rất nhỏ nhặt trong đời sống gia đình và khi mâu thuẫn nổ ra, bạn mạnh tuổi thìn nên đặt mình vào vị trí của người ấy để có thể kiềm chế bản tính nóng nảy của mình. Bạn cần tránh nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia khiến cho tình cảm đôi bên dần rạn nứt đi nhé. Ngày này, ạ về phương diện tài lộc của bạn tuổi thìn, bạn dù có thiên tài phù trợ cho nên bạn đang có được cơ hội phát tài nhập vận may của mình. Tuy nhiên, dù khoản tiền đó lớn hay là nhỏ, bạn cũng không nên có tư tưởng sống phụ thuộc. Hãy biết kiếm tiền dựa trên công sức của chính mình bạn tuổi thìn nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa gia đình lục đục, vợ chồng có sự mâu thuẫn. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ, nên đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc, chú ý cách ăn nói, không nên tổn thương người khác. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, có cơ may phát tài bất ngờ, tuy nhiên không nên dựa dẫm vào vận may quá nhiều. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi dần, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông dần thân tị hợi. Cái điều này gây ra những tác động xấu lên vận trình của bạn ngày hôm nay. Vì vậy với bà tuổi tỵ cần phải chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để đối mặt với đủ loại thị phi trốn công sở. Với những lời nói đặt điều sai trái có thể khiến cho bạn khó chịu, thậm chí là bị tổn thương về mặt tinh thần nữa. Và với bạn tuổi tỵ ạ, cho dù có gặp phải những mâu thuẫn với đồng nghiệp bạn cũng cần phải chú ý cách ứng xử của bản thân, đừng có để những hành động bốc đồng của mình trở thành bằng chứng để cho kẻ xấu tìm cách để hãm hại. bạn cần phải giữ cho đầu óc của mình luôn luôn tỉnh táo để cư xử đúng mực với tất cả mọi người ngày hôm nay nữa bà tuổi tỵ nhé. và ngày này với bà tuổi tỵ, bạn lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họ vượng may mắn là về mối quan hệ gia đình của bạn đang rất hài hòa, Nửa kia luôn sẵn sàng để lắng nghe những tâm tư suy nghĩ của bạn. Bạn cũng đừng có ngần ngại nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra cách giải quyết những vấn đề sao cho hợp tình hợp lý nhất. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa dễ vướng phải thị phi trốn công sở cần phải chuẩn bị sẵn về tinh thần. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, nửa kia luôn tháo hiểu và ủng hộ mọi quyết định của bạn. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, dự tỉnh táo trước những khó khăn, cư xử đúng mực với mọi người xung quanh. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, không nên bốc đồng, dễ đắc tội với kẻ tiểu nhân. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, hãy bỏ ngoài tai những lời nói xấu, đặt điều không đúng về bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu tím màu hồng quý nhóc phù trợ tuổi ngọ tuổi mùi tuổi thân tử vi tuổi ngọ thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với ba tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tử ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tốt phù trợ cho nên với bạn trở nên rất nhiệt tình và hang hái trong mọi việc với bạn tử ngọ bạn sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, dù công việc ấy có vẻ như là thách thức thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên ngày này với bà tuổi ngọ, bạn cũng cần phải phân biệt rõ sự nhiệt tình và tính nóng vội. Bạn hãy suy nghĩ kỹ càng mọi phương diện trước khi đưa ra những kết luận cuối cùng. Thêm vào đó, bạn cũng cần phải rèn luyện tính kiên trì để không dễ dàng từ bỏ ngay từ khi mới gặp khó khăn. Ngày này, bà tuổi ngọ lại đang gặp được ngày của mộc sinh cho họ vượng. Cái điều này cũng cho thấy đối với những bạn đang quản độc thân, có được nhân duyên rất tốt với những người khác giới, bạn mạnh có được cơ hội gặp gỡ người phù hợp với mình và bạn cũng cần phải chủ động mở rộng lòng mình thì mới có thể sẵn sàng cho một mối tình lãng mạn nữa nhé. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, nhiệt tình, hăng hái trong công việc, sẵn sàng chấp nhận mọi thách thức. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy kim tỷ hơn đừng của bộ cuộc khi vấp phải khó khăn tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nóng vội quá mức nên dễ dẫn đến sai sót tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ hoàn thành tốt công việc được giao tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc nhân duyên với những người khác giới được tốt đẹp và đánh giá của bà tử ngọ trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dần, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp ngày có màu khác với thổ, cái điều này cho thấy với bạn tuổi Mùi dễ gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay, dù bạn đã lập gia đình hay là chưa, bạn hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới đang có ý định tiếp cận với mình, tránh để cho bản thân mình trở thành người bị lợi dụng lại mang tai tiếng về sau đặc biệt là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi đối với những bạn đã lập gia đình rồi bạn càng cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ với những người khác giới và trước khi làm việc gì bạn hãy nghĩ tới những người thân đừng có để cho những lời bàn ra tán vào gây tổn thương cho những người thân thiết nhất với mình Ngày này, đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, gặp khá nhiều may mắn, bạn có thể tạo lập được những mối quan hệ với những đối tác đáng tin cậy hoặc là những khách hàng tiềm năng và đây là nấc thang để cho bạn tiến xa hơn nữa trong tương lai của mình. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim giữ khoảng cách với những người khác đừng có để cho kẻ xấu lợi dụng. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy có trách nhiệm cao hơn với gia đình, đừng có để cho người thân bị tổn thương. Tử vi tuổi kỵ mùi thuộc mệnh hỏa suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ có tinh thần trách nhiệm cao với công việc mà mình làm. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nhận được sự yêu mến và tôn trọng của mọi người nữa. Vài đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. từ vi tuổi Thân thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi. Cái điều này sẽ làm cho bạn phải làm việc vất vả vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, dù kết quả đạt được chưa chắc đã được như mong muốn, bạn cũng đừng có quá bi quan hay là chán nản. Hãy coi như đây là một cơ hội tốt để cho mình rèn rụa bản thân mình nhé về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này với bạn cũng cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân hay là cho công việc bạn cần phải nhanh chóng lên kế hoạch để hâm nóng cảm xúc của đôi bên trước khi tình cảm nguội lạnh đi trong ngày này với bạn tuổi thân nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc, đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn và giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi, có được quý nhân giúp đỡ. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, làm việc vất vả mà không được hưởng thành quả như mong muốn, tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, suy nghĩ theo hướng tích cực hơn trở nên bi quan, tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, quan tâm tới nửa kia nhiều hơn, hâm nóng cảm xúc đôi bên, tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, thay đổi thói quen xấu của mình, tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, có ý thức rèn dũa bản thân để tiến bộ hơn. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tuất. Từ vi tuổi dậu thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi dậu trong ngày này đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi dậu luôn nghiêm túc trong công việc cho nên bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được những thành quả khiến cho người khác đáng ngưỡng mộ nữa. Và với bạn tuổi dậu có thể sẽ được lãnh đạo đánh giá cao và được thăng chức không sớm thì muộn với mình. Trong ngày hôm nay với bạn tuổi Dậu, những ai cần tham gia thi cử hoặc là tuyển dụng cũng sẽ gặp được nhiều thuận lợi. Thời điểm này là thời điểm thích hợp để có được những bước khởi đầu và bạn tuổi Dậu cần phải tự tin vào năng lực của bản thân mình cho rằng mình chẳng thua kiếm một ai cả. Tuy nhiên, ngày thứ năm này với bạn tuổi dậu lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn, nếu như bạn gặp phải khó khăn gì thì không nên giấu giếm tất cả những suy nghĩ vào trong lòng. Như vậy chỉ càng khiến cho bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Bạn cần phải tâm sự với nửa kia hoặc là những người đáng tin cậy để cho mình được thoải mái hơn về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy hứa hẹn sẽ có được tương lai sáng lạn nếu như bạn nghiêm túc trong công việc tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa cố gắng làm việc công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ thích hợp để có được những bước khởi đầu mới tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc lạnh nhạt với nửa kia của mình tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim tâm sự với người đáng tin cậy và đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu xám quý nhân phù trợ tuổi thìn tuổi thân tuổi tuất Từ vi tuổi tuất thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là bản tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài năng đỡ cho nên với bản tuổi tuất có thể sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá thông qua những công việc làm thêm và dù quá trình làm việc có phần vất vả nhưng khoản tiền mà bạn thu được sẽ giúp cho bạn có được của ăn của để trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời mang lại tác dụng khích lệ lớn lao cho bạn nữa. Trong ngày này, một số người còn có được cơ hội phát tài dựa vào sự may mắn của chính mình và khoản tiền này bạn nên sử dụng một cách hợp lý chứ không nên chỉ dành cho việc ăn chơi bởi nếu như vậy thì bạn chỉ đang của thiên trả cho địa mà thôi. Ngày này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có màu khác với thổ, cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo rất có thể sẽ có một cuộc tranh cãi nại lửa xảy ra giữa bạn với nửa kia. Và dù có nóng nại đến mấy đi chăng nữa thì với bà tuổi Tuất hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, biết suy nghĩ cho người ấy, đừng có nói ra những lời làm tổn thương lòng tự trọng của người ấy nhé. Về từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, vợ chồng mau thuận với nhau, tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ dễ có sự tranh chấp, mâu thuẫn với người có địa vị cao trong xã hội, tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc nhận được khoản tiền kha khá từ công việc làm thêm của mình, tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim có thể phát tài nhờ vào sự may mắn, tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy không nên sống phụ thuộc vào những yếu tố may rủi quá nhiều và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi ngọ tuổi dậu từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi trong ngày này đã gặp được ngày của cục diện ngũ hành nhị hợp giúp đỡ. Cái điều này làm cho bạn tuổi Hợi nhận được sự yêu mến của đa số mọi người xung quanh. Bạn tuổi Hợi dễ dàng tạo được thiện cảm với những người khác nhờ tính cách hiền hòa và chân thành của mình. Và nếu như bạn may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay nữa. Với bạn tuổi hỏi, một khi bắt tay vào công việc gì, dù là lớn hay là nhỏ, bạn luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ, hẳn cấp trên đã nhìn thấy và đánh giá rất cao về sự quyết tâm của bạn, rồi bạn sẽ nhanh chóng nhận được kết quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra mà thôi. Ngày thứ năm này với bạn tuổi hỏi lại đang gặp được ngày của thủy sinh cho Mộc Vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình đang vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau và mỗi khi gặp phải khó khăn, bạn tin tưởng rằng người nhà luôn luôn ủng hộ mình nữa. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, gia đình hòa hợp, vợ chồng tin tưởng lẫn nhau. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, nhận được sự yêu mến của mọi người. Tử vi tuổi kỵ hợi thuộc mệnh mộc chu đáo biết quan tâm tới người khác tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim nghiêm túc trong công việc có được cơ hội thăng tiến trong tương lai tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy được cấp nên đánh giá cao vì những cố gắng trong thời gian vừa qua và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.